Tôi năm nay 26 tuổi, là cô gái bình thường về mọi mặt, nhưng lại có khá nhiều chàng trai theo đuổi. Sao cô này có giống như có phải cô Tố My không ta? Đâu đó rồi. Mọi người nói tôi không rực rỡ hay xuất sắc, nhưng có duyên ngầm, dễ gây cảm tình với người khác. Một năm trước, tôi có hai chàng trai theo đuổi, đó là An và Lâm. Tôi nhận lời yêu An, chàng trai nhà nghèo có ý chí và nghị lực. So với An thì Lâm vừa đẹp trai vừa giàu có, hơn hẳn An về mọi mặt. Vài người bạn ngạc nhiên trước sự lựa chọn của tôi, nhưng tình yêu chính là như vậy. Tôi chọn người để yêu, gắn bó, nên coi cảm xúc là yếu tố quan trọng nhất. An thì nặng gánh gia đình, mẹ hay ốm yếu và có em đang tuổi ăn học. Nhờ vậy mà tôi nhận ra đó là chàng trai mạnh mẽ, trách nhiệm, có thể làm chỗ dựa cho những người anh yêu thương. Tuy không thể đến với nhau, nhưng tôi và Lâm thì vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Lâm nói không có duyên làm người yêu thì làm bạn cũng tốt, khi khó khăn đừng ngại chia sẻ với anh. Mẹ An bị bệnh tim, càng để lâu thì càng trở nặng. Bác sĩ nói chỉ có phẫu thuật mới cải thiện được tình trạng bệnh. An đang cố gắng làm việc vượt khả năng của mình để có tiền lo phẫu thuật cho mẹ. Tôi chẳng giúp ích được gì, chỉ biết động viên anh. Thỉnh thoảng tôi vào viện chăm sóc mẹ thay anh. Đã có lần anh nắm tay tôi như muốn khóc. Anh quá may mắn khi gặp được em. Bạn bè nói tôi yêu đương thiệt thòi quá. Kể từ ngày yêu nhau, ít khi chúng tôi có dịp đi chơi và hẹn hò. Tôi không mấy bận tâm về điều đó. Yêu nhau đâu phải chỉ bên nhau khi vui, mà còn bên nhau cả những khi khó khăn và buồn tủi. Một ngày thì An đột ngột nói lời chia tay. An bảo cần tiền phẫu thuật cho mẹ. Lâm tìm gặp An, nói rằng sẽ cho anh vay tiền với điều kiện anh rời xa tôi, và An đã đồng ý. An nói rằng lựa chọn anh chính là sai lầm lớn nhất của tôi. Thời đại bây giờ, đừng mơ mộng một túp lều tranh hai trái tim vàng. Khi mà gánh nặng cơm áo ghì sát đất, trái tim sẽ chẳng còn chỗ cho chuyện yêu đương trai gái. An nói rằng Lâm yêu tôi, đó mới là người đàn ông tôi cần cho cuộc đời mình. Tôi nhìn An, không nén nổi thất vọng trào dâng trong lòng ngực. Anh vay tiền của Lâm hay nhận tiền của Lâm để bán tình yêu của chúng tôi chứ? Yêu ai là quyền của tôi? An có quyền gì định đoạt? Tôi quay lưng bước đi, cảm nhận trái tim mình như đang vỡ vụn. Thời gian sau đó Lâm vẫn đến, ân cần và quan tâm. Nhưng tôi nói mình không yêu anh, đừng phí thời gian với tôi làm gì. Lâm nhìn tôi thật lâu rồi hỏi, còn yêu cậu ta đến thế, sao không tìm cậu ấy đi? Từ ngày quay lưng bỏ đi thì tôi chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì về An nữa. Tôi đã yêu anh ấy biết bao nhiêu, vậy mà anh ấy thà không có tôi cũng không hề nuối tiếc. Thật không ngờ đến lúc này tôi mới biết những lời An nói với tôi chỉ là câu chuyện bịa đặt. Chính An đã tìm gặp Lâm, nhờ Lâm chăm sóc cho tôi. Câu chuyện tiền bạc kia là do An tự nghĩ ra cho thêm phần cay đắng. An biết tôi yêu anh sẽ khổ sở và thiệt thòi, nên An kiếm cớ để đẩy tôi rời xa anh ấy. Có lẽ cả anh và An đều sai khi nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho em. Đôi khi, chính chúng ta không nghĩ rằng lòng tốt của mình sẽ khiến người khác đau lòng. Mẹ An mất rồi. Những ngày này có lẽ cậu ấy cần em. Lời Lâm vừa thốt ra khiến cho tim tôi như nghẹn lại. Tôi đến tìm An và nói với anh một lời chia buồn sâu sắc. Còn ở bên cạnh An, có lẽ cũng không cần thiết nữa. Mọi người nhiều khi cho rằng mình hiểu người khác muốn gì và tự định đoạt mọi thứ. Cả Lâm và An đều không hiểu điều tôi thực sự muốn. Tôi yêu An, muốn ở bên cạnh anh, muốn cùng anh sẻ chia những khó khăn và buồn tủi trong cuộc đời này. Và An à, nếu anh có nghe được câu chuyện này, em chỉ muốn nói với anh một câu. Nếu thời điểm khó khăn nhất, anh không cần em, có nghĩa là cả đời này, anh cũng không cần em. Anh chia tay em là quyết định đúng đấy.